Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với tựa game Assassin's Creed Valhalla. Mọi người thấy cái giáo của thằng Odin phát sáng đẹp không? Bây giờ đi vô mấy cái chỗ tối tăm, chúng ta đâu có cần mở đuốc mở gì nữa. Tập này mình sẽ khởi động bằng cách là đi lấy một quyển bí kíp phiên bản nâng cấp chứ gì vậy? Chạy ủi rồi mà sử dụng thanh thể lực để chạy ủi mà không bị phát hiện. Chiêu này để phó với bọn lính thường được mà không thích, không hợp với lại phong cách chiến đấu của mình lắm. Mình thích những cái chiêu kết thúc nhanh cơ. Ok rồi, ở đây vẫn còn một quyển bí kíp này. Chúng ta sẽ đi lấy lốc bữa này xong rồi sau đó sẽ quay lại chỗ của Sigurd để hoàn thành nốt cái phần story. Thì cái tập trước á, mình nói nó là kết thúc thật sự, nhưng mà đó chỉ là kết thúc thật sự dành cho Asgard thôi. Và nó chính xác là cái kết thúc đó phải gọi là kết thúc bí ẩn, secret ending á, kết thúc ẩn á. Quyển bí kíp tiếp theo nằm đây. Lại là chiêu update. Cái chiêu này mình đang dùng, nhảy lên để chậm xuống của các Valkyrie. Ok, cũng ngon đấy. Và ở đây vẫn còn một cuốn, cứ tưởng còn hai cuốn nữa chứ. Bây giờ còn cuốn thứ ba trên này nữa. Đấy. Chúng ta sẽ đi từ đây qua cho nhanh. Cái chiếc gì đây? Quyển bí kíp thứ ba thì giọng cái nào ngon ngon tí. Lại là một chiêu update nữa. Cú đá của thằng tia. Update gì đâu. Nó chỉ tăng lực cho cú đá này thôi. Ở đây mình thấy có dấu hiệu lạ lạ, không biết là cái gì đây. Chúng ta cứ lại khám phá thật của nó là gì. Ai đây? Quên. Nó kê la. Để điên à? Anh này không ta? Hình như là nó đó. Xin chào. Cuộc chiến này là do ông làm à? Ta đã mất Ren rồi. Ta là ai? Thằng đi điên rồi. Ông nói chuyện với mình điên là mệt lắm. Nói chuyện với mình điên này làm cái gì? Có rất nhiều ở đây. Thế là nó nói chuyện điên điên khùng khùng. Đó. Beloved Ragnar Lothbrok. He always kept me in check. Ragnar Lothbrok đáng thương. Ông ấy luôn muốn ta phải kiểm tra. Ông có mấy? Ta đã mất hết. Ta sợ chính bản thân mình. Nó nói điên điên khùng khùng không. Phải đấu không? Người sẽ kết thúc cái nỗi đau này của ta vì ta chứ. Ông sống trong nỗi đau đớn như thế. Thôi để tôi kết thúc cho. Hãy, đúng đúng, người biết nỗi đau đó. Và người có thể giúp ta kết thúc, làm đi. Hãy, đấu với ông này, rồi. Tôi sẽ đấu với ông và sẽ giúp cho ông giải thoát. Ông trai của Loki, tới đây đi. Ghê. Bật lửa lên. Phải. Ông này cũng đau đấy. Tưởng con mình đâu biết chơi chiêu. Chưa chết.
Dữ đấy. Ông đã lạc lối rồi thì tôi giải thoát trong cho. Ghê không? Ghê không? Nói gì vậy? Chỉ có cái chết là những điều mới là tốt đẹp cho ta thôi. Odin luôn chào đón những người như thế. Confirm kill. Ủa, mày hỏi order hả? À không không, không phải. Chúng ta chỉ làm một nghi thức để tiễn đưa ông này tới Valhalla thôi. Hạ Brenger. Đây là một cái nhiệm vụ phụ. Lại lên level. Ôi, bây giờ mình sẽ quay về làng. Quay về ngôi làng của chúng ta để đổi một cái kiểu tóc cho nó đậm chất Viking, và chúng ta sẽ đi gặp Sigurd. Còn mỗi cây này chưa nâng, không có cái cung huyền thoại nào. Thôi nâng đỡ cây đi, nâng đỡ cây cho nó có nguyên bộ huyền thoại. I would like to see what you have in stock. Đây, tốn 3 cái tách xe nên gót mà mình có tới 19 cây nâng. Thank you for trusting me. Nothing else. Until next we meet. Có gắn ngọc gì đâu. Wow, đừng mát luôn. Không đủ cái titanium. Rồi. Rồi. Thấy, đã thấy cái đầu tóc giống Viking chưa? Đậm chất Viking luôn. Vô đây nhìn cho rõ nè, thấy đẹp trai chưa? Nguyên bộ full hết màu vàng huyền thoại. Cái này là cái áo tròn của Radiant, nâng cấp full hết rồi. Giờ thì tới gặp Sigurd, sẵn tay chúng ta nâng cấp luôn. Không biết có nâng cấp full level 6 được không. Làng chúng ta đang ở level 5, sắp level 6 rồi. Cái này nó sẽ tăng lên 3 sát thương cho bắn cung. Xíu tăng luôn, giờ còn đâu còn chỗ nào để tăng nữa đâu. Đấy, mình chiếu cho mọi người hỏi ý. Hôn quất cái này có 30 à? Được. Mới vừa nói xong nó vả vào mồm. Ồ, ở đây vẫn còn liều nè. Sao mình lại để sót được? Ủa, cái cô là bồ của cái thằng mà lần trước chúng ta giúp á. Cái thằng mà giống như cha nó mới chết, xong rồi chúng ta lại giúp nó điều tra. Nó từng lại đây nó cầu cứu, nó nhìn lại chỗ đó đó. Nhờ chúng ta giúp, nhờ của bồ của nó nè. Thằng cái này sẽ tăng đam ám sát. Rồi, nâng. Dù gì cũng đã hứa với người ta là cho cô bồ nó có một cái chỗ ở đây. Hên quát, cái thằng tên là Hên quát. Có nhà có cửa ở đàng hoàng nhé. Không cần phải ở liều nữa. Ok chưa? Hết. Còn mỗi duy nhất cái này. Cái gì đó đây cho nó đẹp đẹp coi. Cái cây đi. Rồi. Đẹp rồi.
Đừng luôn. Ôi, ngày càng khang trang. Đây là nông trại. Vẫn chưa full. Giờ có thêm cái cổng. Vẫn chưa full được, còn chút xíu. Nó phải đi rát một hai trận. Chỗ này nó sẽ nuôi bò. Nuôi bò, nuôi lừa nữa nè. Ok, nhìn hài không? Có thêm mấy con lừa. Rồi. Giờ ra đây khoe với mọi người thêm một cái nữa, chúng ta quay lại chỗ Sigurd. Thuyền, thuyền, thuyền đâu, thuyền đâu? Phải rảy. Thấy thuyền chưa, đặt chưa? Mình mới vừa mua đồ trong cái shop để mình nâng cấp. Ở đây gắn tượng nữ thần đi. Bức tượng của nữ thần Victoria, nữ thần chiến thắng. À, đẹp ha. Hỏi thấy cái thuyền của mình chưa? Đẹp lắm. Đấy, ok. Đẹp không? Thân thuyền có dính băng. Thấy mấy miếng băng nó tan tan không? Đuôi thuyền cũng vậy nữa nè. Rồi, lên chương bường cho mọi người coi thử. Thì cũng đẹp mặt không? Chỗ này không có dương bường được. Tới mấy chỗ mà sau nước nó sâu sâu tí, rộng rãi mới chiêu vườn được. Phải. Con rồng phương Bắc. Đẹp chưa? Rồi, giờ quay lại chỗ Sigurd nhé. Rồi, vô thôi. Một không gian lớn thế. Đây là hòn đá Saga đúng không? Rất rất lâu về trước, đúng rồi. Giờ thì đứng yên đó. Nó nói ngôn ngữ gì vậy? Nhìn này vo kìa. Chắc đang đọc thần chú vừng ơi mở ra. Sao anh làm được? Anh học ngôn ngữ đó đâu? Tôi bảo cậu rồi, Eivor. Cái giấc mơ đó là ký ức đấy. Tôi đã từng sống cuộc đời như thế. Thánh thần ơi, nơi nào thế này? Đây chắc chắn là một cái di tích, một cái tàn tích của người Aishu để lại luôn, không cần phải bàn cãi. Thời này làm gì xây được mấy công trình như thế này? Mà cũng có thể đây là... Đây đã từng là cái chỗ giống như Valhalla vậy. Nếu mọi người đã coi tập trước thì sẽ biết là công nghệ trên Asgard tiên tiến như thế nào. Lúc đầu mình cứ tưởng người Aishu nhưng mà thực chất đó là những người Asgard, có cả Odin được. Vẫn bộ đồ giống như người hành tinh, hoặc là bộ đồ giống như du hành vũ trụ được. Ở đây. Miếng này nó sẽ đưa chúng ta đi tiếp. Miếng gì? Ồ, thang máy. Công nghệ thang máy kìa. Khiếp không? Sigurd, em không biết phải nói gì. Tất cả những chuyện này thật là lạ. Hãy tin vào nơi này đi, Ivor. Nơi này tuy cũ nhưng mà rất là thần thánh đấy. Nó dẫn chúng ta đến đâu? Nó dẫn chúng ta tới đại sảnh, tới Valhalla đấy. Cái này nó được tạo bởi các người lùng phải không? Đúng rồi. Những cái vết khắc này rất sâu, giống như làm từ ma thuật vậy. Thấy chưa? Chắc chắn xuống đây có đánh boss. Wow! Kìa!
cái cây cổ đại, cây của sự sống. Đây là cây sự sống à. Chúng ta cần tới gần hơn. Ta thề là nhân danh của cha cả. Giấc mơ của ta vẫn dài lắm. Đại sảnh của Odin phía trước. Đây là cây sự sống hả? Cây sự sống là cây thế giới đây. Ok. Mọi người thấy cái dòng chảy của nó không? Đây đây đây. Thấy cái sáng sáng á. Một lớp mạc ánh sáng nó chảy. Không ngại khiếp luôn. Này chắc mãi cây thế giới đâu. Từ từ. Ở đây đây, tới đây, tới đây. Đó. Cảm nhận được chưa? Năng lượng thần thánh đấy. Em chưa bao giờ thấy cái nhánh cây như thế cả. Ngôi đền là của chúng ta. Nó sẽ mở ra vì chúng ta. Hãy tự xem đi. Sao anh biết được? Tất cả đều trong giấc mơ của anh à? Ừ. Còn nhiều thứ lắm. Nó không ngại khiếp. Nhìn mấy này mình lại nhớ tới tựa game Horizon Zero Dawn. Còn bên này nữa nè. Ồ ồ. Công trình của người ngoài hành tinh luôn. Thời hiện đại xây được gì cũng không ngạc nhiên, nhưng mà cái này thời là thời Viking mà. Sao Sigurd nó, như Sigurd nó kế thừa hoàn toàn trí nhớ của thần Thia luôn. Còn chúng ta thì chúng ta chỉ là một cái một người được Odin đó, linh hồn của Odin trú ngụ để chữa trị vết thương thôi. Mình nghĩ là Sigurd chắc cũng vậy. Và cái thằng cha gì ấy, thằng cha gì của đội sát thủ quên mất rồi, thì được Loki, linh hồn Loki trú ngụ. Tập trước nếu mà mọi người để ý kỹ á, thì khi khi mà cái viễn cảnh hủy diệt á, có hình ba cái viên tròn, trong đó có ba đứa bé đúng không? Thì ba đứa bé đó là tượng trưng cho ba linh hồn của Odin, Loki với thời thần Tyr. Svala, mẹ của Valka, sao bà ấy tới đây được? Mẹ của ba tiên tri chết rồi mà. Đây nè, bà này là mẹ của ba tiên tri mà dẫn chúng ta đi uống cái loại thuốc để sống cuộc đời của Odin ấy. Cha Sigurd này đứng ngắm cảnh xíu cũng không cho. Đấy. Bây giờ chúng ta trở về rồi. Những cái cánh tay này, những cái cành cây này sẽ đưa chúng ta tới Valhalla. Em sẵn sàng chưa? Có chuyện gì ở phía sau những chuyện này? Nó sẽ dẫn tới đâu? Nơi này chỉ là trung tâm, rồi em sẽ thấy. Giờ chúng ta phải tới chính giữa của cái nền này. Oh. Wow. Sigurd. Oh, nó treo Sigurd lên luôn rồi. Có đánh boss không? Ra đánh boss đi. Đừng bỏ Sigurd chết nha, ta không muốn bad ending đâu. Trời ơi. Mình đoán là nó phải đến với mình. Ồ, xong luôn. Nó tìm cái gì vậy? What the hell? Rồi, lại nằm mơ rồi, chắc chắn luôn. Giấc mơ này sẽ đưa chúng ta đi đâu? Chẳng lẽ tới Valhalla? Nãy Sigurd mới bảo là đưa tới Valhalla mà. Ủa, này giống cho cái làng của mình vậy? Mặt Eivor kìa. Đây là đâu? Đây là nơi nào? À không giống, không giống. Nhìn giống. Giống cái chỗ cái làng của mình thôi, nhưng mà nhìn cái bị khác liền.
Làng mình đâu có mấy con này, đâu có mấy cái tượng này. Lẽ nào đây là Valhalla? Rồi Valhalla chứ gì nữa. Cậu đây rồi. Đây Ranger, chào mừng. Harvey đã trở lại đi dẫn dắt chúng ta tới chiến thắng. Rồi mình lại trở thành Harvey thần tối cao. Phải dẫn dắt chúng tôi tới vinh quang đi Harvey. Đây chính là Valhalla này. Chúng tôi tự hào được phục vụ cho ngài Harvey. Phong đi nhảy kỳ. Đây chính là đại sảnh Valhalla ở trên Asgard. Đấy, năm trước mấy lần mấy tập trước mình có miêu tả về cái Valhalla rồi cho nên mình không nói nhiều nữa. Nơi các chiến binh ăn nhậu chiến đấu huấn luyện. Eivor thì bảo là ngài sẽ đến. Bà là mẹ của Valka Vala đúng không? Con còn mắt tinh tường đi. Tất cả những khoảng thời gian này Eivor. Ủa, Sigurd, tất cả chuyện này là sao? Cái tai của anh đã hồi phục rồi. Đến lúc lấy lại vinh quang rồi, Eivor. Lâu lắm rồi. Bà đã muốn hét lên đấy. Nơi này thật là đẹp. Giấc mơ của anh, nó là có thật à? Hãy thổi lên ngọn kèn chiến đấu đi. Chiến đấu cùng bọn ta. Ôi. Đi đi Eivor, thưởng thức cuộc chiến đi. Ngài xứng đáng được hưởng thức nó ở đây. Ôi mẹ của cái bà tiên tri là... Mẹ bà tiên tri là thần Freyja. Đây là cái... Thiền tập chiến đấu chuẩn bị cho ngày tận thế Ragnarok. Yếu thế. Sức mạnh mà ta có. Ồ, mạnh khiếp chứ. Ồ, khiếp không? Không gì cản nổi luôn kìa. Đúng là sức mạnh của thần Odin khiếp. Đâu đâu đâu. Ồ, mày hãy nổi lên bản nhạc của cuộc chiến đi. Sigurd, nơi này thật không có thật. Đừng có nói chuyện đó nữa. Cậu và ta phải chiến đấu. Cuộc chiến sẽ không bao giờ có đâu. Không cần phải sợ. Là sao? Đấu với Sigurd đây à? Ê, trời ơi, Sigurd hơi yếu rồi đấy Sigurd. 1 phút 30 giây luôn. Chưa tới nữa. Anh trai, đừng có lo, Eivor. For we earn no scars here, only battle wisdom. Nói là ở đây thì không có vết sẹo à? Ngày đã hết rồi. À, trên đây chỉ là một cái trường huấn luyện thôi. Mọi vết thương đều sẽ tự lành. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mơ trong mơ à? What? À, chỗ này nó cứ Valhalla, cái chỗ Valhalla này nó vậy đi. Những cái chiến binh Bắc Âu được tới đây sẽ sống trong một cái vòng lọc, ăn nhậu huấn luyện chiến đấu để chờ đến ngày Ragnarok thôi. Cho nên mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại giống như những gì chúng ta đang trải qua này. Phải nói y chang những câu lúc trước luôn. Không có gì khác hết. Sigurd, tay của anh mọc lại rồi. Nó không bao giờ mất Eivor à. Không có gì mất ở đây cả, anh nói rồi mà. Nơi này chúng ta bất tử à. Rồi, chúng ta cùng nhau khám phá nào.
ngày mới lại bắt đầu cuộc chiến nữa. Đúng là một vòng lặp rồi, đúng là vòng lặp thiệt. Không biết làm cách nào để thoát khỏi vòng lặp này đây. Ồ ghê. Có boss không? Cho quýnh boss đi, quýnh mấy lính lát này làm gì. Không biết đâu địch đâu ta luôn. À mấy thằng đỏ, mấy thằng đỏ. Ê Sigurd kìa, Sigurd làm gì đây vậy? Vết thương tại rồi. Anh lại mất tài một lần nữa. Rồi nó sẽ trở lại thôi. Ý, ông bố kìa, cha. Phải là cha không? Cha ruột của Eivor đấy. Ông bị chết lâu rồi mà. What? That cannot have been my father. Nó không thể nào là cha của mình được. Không cho mình đi nhanh mới đâu. Để coi lần này gặp ai. À, là mình hay khác. Uống đi. Nâng lời đi. Tham gia mừng cuộc chiến thắng. Mấy người này nhập vai hay quá vậy. Mình vẫn chưa thể nhập vai vô cái vai này được. Nâng lời đi, Eivor. Có điều gì ngăn cản cha của tôi, Varin? Cô có thấy nãy ông ấy trong đại sảnh không? Ông ấy nên ở đây à? Tại vì cha của Eivor là đầu hàng mà. Ông ấy chết một thằng hiền. Nhưng mà tôi thề là con mắt của... Tôi thề với con mắt của Odin, tôi đã thấy ông ấy. Tại vì theo đúng luật là chỉ có những chiến binh nào chết anh dũng trên chiến trường mới được, mới có cơ hội để các Valkyrie đưa tới Valhalla thôi. Còn cha của Eivor là đã đầu hàng mà, kiểu chết như thằng hèn cho nên không có cơ hội đâu. Con thấy cha rồi mà, cha đâu? Các chiến binh có thấy Varin đâu không? Ai cơ? Varin, cha của ta. Hôm qua đã qua rồi, ngày mai sẽ đến. Varin, cha. Ê, 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 ổng chạy kìa. Ổng phía trước, nhanh lên, không cho chạy. Đây chắc chỉ là giấc mơ thôi, giấc mơ do cái cỗ máy nó tạo ra đấy. Cỗ máy mà nó lôi chúng ta lên, chỉ là Sigurd lên nó tạo ra đấy. Ai rồi? Lần tới khi ta mất cái tai mặt dịch này, ta sẽ đập trong đó tới chết. Anh không mệt mỏi vì những thứ này à? Không bao giờ. Kìa ông bố kìa. Wait. Anh. Father. Cha. Ủa. Không phải. Nhìn khá giống rồi chứ không phải. Ê. Ủa. Xi ngang mắt luôn. Khốn nạn nó bắn tên đi. Chuyện gì vậy? Nó giờ mới giống Odin mất một mắt. Nó cứ lặp lại gì sao thoát được trời. Tao mệt rồi đó nha. Tay vào cũng mệt. Có boss gì đâu, nó ra đánh đi. Nhiều găm. Eivor, chúng ta có một vị khách này.
Ta mang một người tới đây. Nhìn đi. Cha kìa. Eivor của ta, con đây rồi. Nhìn coi con đã trở thành một chiến binh như thế nào kìa. Tại sao ông tìm được tới đây? Eivor nhận ra giấc mơ không có thật rồi. Con nhớ về cuộc chiến tuyệt vời đó không? Con nhớ chúng ta đã chiến đấu như thế nào không? Cùng với nhau, cùng với mẹ con và Sigurd. Chúng ta đã thua cha, nhưng mà cha không làm được, cha chết một thằng hèn. Eivor, thưởng thức chuyện này đi. Cha của cậu đã trở lại rồi. Tất cả chỉ là giả dối thôi. Cậu đã mất hết rồi. Đó không phải là cha tôi. Đây chỉ là một lời giả dối. Đó không phải là giả dối đâu. Đây là món quà cho cậu đi. Ở đây ta có sức mạnh. Ta có thể làm tất cả những gì có thể. Cậu đã ước muốn được thấy cha của mình mà. Ta đã giúp cậu rồi. Với lực của Odin thì cha của tôi không được tới đây đâu. Cha của cậu đã chết vì ông ấy hy vọng là sẽ cứu được cậu, bảo vệ cậu hoặc gia tộc. Không. Ông ấy. Đây là nơi kết thúc của con đường Eivor. Đây là Valhalla. Giờ thì đi ra. Chuẩn bị chiến đấu. Đây chỉ là một ảo tưởng. Một cái viễn cảnh giả dối thôi. Sao thứ này lại có trong thật thế? Thoát ra khỏi đây đi. Không ngờ bà này lại là hiện thân của thần Freyra, vợ của Odin. Chuyện gì đã mang bà tới đây? Các Valkyrie biết chuyện này chỉ có họ mới biết thôi. Không. Không thể là thật được. Không có gì đúng cả. Đừng có như thế, Eivor, nhìn đi. Bạn của cậu ở đây. Những người cậu muốn luôn ở phe cậu. Điều này càng chứng tỏ đây chỉ là một ảo tưởng. Không, họ không có thật. Nơi này là một cái lời nói dối. Nơi này có thể trở thành bất cứ thứ gì mà cậu muốn. Tôi không muốn như thế. Không phải như thế này. Cậu muốn chết đơn độc ư? Ở đây không có cái chết, không có con đường, không có mất mát, không có phản bội, không giống như ngoài kia. Bà muốn chuyện này ư? Sống ở trong sự giả dối à? Bà chỉ là một bà già với thân xác tàn vỡ thôi. Ta còn nhiều để mất chứ. Cho nên ta sẽ tạm biệt Volka dấu phải tới đây. Volka là con bà đấy. Chỗ này tốt với bà nhưng mà không tốt với tôi. Tôi phải tìm Sigurd. Sigurd đâu? What? Cản đường. Sigurd đâu? Không gõ con quả được luôn. À kìa kìa kìa. Hồi nãy mình đứng ngay đây luôn không thấy. Đúng là người cậu kìa. Tai nữa. Tai của ta. Lúc nào cũng là cái tai chết tiệt này. Sigurd. Đây chỉ là viễn tượng thôi. Một cái bẫy. Dạ, hãy đi cùng em. Chúng ta sẽ trở về Anh Quốc. Mọi người đang cần chúng ta. Không,
Ta là một phần của thế giới này. Ta là ai đó ở đây. Quyền lực. Mạnh mẽ, một vị thần. Ở đây ta có thể sống mãi mãi. Ở đây ta không thể chết. Eivor dùng năng lực của mình để phá luôn. Chết như một thằng hiền. Chết vì gia đình. Ở đây không có gì là thật cả. Nhưng mà ngoài kia kìa, chúng ta đang muộn đấy. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến trống rỗng, đều là chiến thắng vô vọng. Không có gì ngoài mùi rượu và mùi cỏ. Anh biết cuộc chiến thực sự như thế nào, vinh quang thực sự như thế nào mà. Nhưng mà đây là không phải đâu. Anh biết chuyện đó. Em biết là anh biết mà. Anh trai, đến lúc rời đi rồi. Am I destined to follow you everywhere till the end of my life? Anh sẽ theo cậu đến cuối con đường. All right. Tới hết cuộc đời chứ. Được rồi. We go. Chúng ta đi. No, không. Stay. Người phải ở lại. Ta không để cho người đi. Odin. What? Sao Odin lại nhúng tay vào chuyện này? Không, nhiều khi ở đây cũng chỉ là một cái viễn tượng do cổ máy tạo ra thôi. Oh, thay đổi kiểu tóc luôn. Tại sao lại muốn rời khỏi đây? Vinh quang khó khăn với người thế à? Hey, đi cùng ta nào. Biết này phải thiệt không phải là chỉ là một cái ảo cảnh do cổ máy tạo ra. Ta đã đi cùng ngươi rất lâu rồi, Eivor. Muốn gì nói đại đi. Gì vậy? Người đã từng là một wolf kiss. Lẽ ra người đã chết, nhưng mà người đã được chạy lại. Đây là lúc bé bị con sói cắn này. Gì vậy? You spilled the raven wine of battle to paint whole kingdoms red. Người đã thưởng thức cái tiệc rượu sau khi chiến thắng. You have killed kings and crowns. Người đã giết các vị vua. Bowing to none. Và khiến cho mọi kẻ khác lên ngôi. Ủa, cái này không đúng nha. Tôi đâu phải là Eva không xương đâu. Tall where your brother stumbled, yet still you came to his aid. Nói gì? Đây là những cảnh tượng chúng ta đã từng trải qua trong cuộc đời. Cái đoạn là lúc thì xử cái thằng cha nổi loạn ấy. Người xứng đáng nhận được nơi này. Mà tôi không muốn sống trong viễn cảnh này. Tránh qua một bên. Người của tôi đang cần tôi. Ta đã cho ngươi mọi thứ mà ngươi muốn. Mọi thứ mà ngươi muốn. Ông không cho tôi gì hết. Tất cả đều tự tôi lấy. Giờ ta sẽ phải dọn đường. Ông là đồ nói dối. Chỉ lải nhải bên tai tôi thôi. Sao ngươi dám như thế hả? Mọi thứ mà ngươi tin tưởng ở phía trước ngươi. Tất cả đều là những câu hỏi. Chiến đấu với thần Odin. What? Cái gì? Chiến đấu với ta đi. Đại sảnh của ông bây giờ chỉ là một thứ giả dối rồi. Không gì hơn một giấc mơ cơ. Thôi, tập trung vào chiến. Không hiện cái gì cả. Nó không cho mình sử dụng chiêu thức luôn. Vậy là không thể thắng được này. Không có hiện máu sao thắng được. Không hiện máu sao thắng được này.
Hồi thua đại đi, chứ đánh cái gì sao đấy. Đây là chỉ là cuộc chiến vô vọng. Ý, ai đứng kia vậy? Để tôi lại tôi coi kìa. Sigurd hả? Ý! Ôi lôi mình lại kìa. Ngươi là chỉ huy của Enzira. Chiến đấu với lệnh của ta. Ấy, ông vừa làm chưa? Tham gia cùng chúng ta đi. À, Odin có thể điều khiển cái rìu của mình. Xong chưa ông nổi. Tại sao ngươi cứ trốn tránh sự thật? Đứng dậy đi chiến binh. Anh quyết không dùng rìu, dùng tay không á. Có mỏ bộ đồ thôi, không được dùng rìu. Ngươi làm gì thế? Cầm rìu chiến đấu với ta đi. Không. Nơi của ngươi là ở đây cùng với ta. Ôi càng nhiều người, càng lúc càng có càng nhiều người là ủng hộ mình. Ở kia giờ có 4 người rồi. Tại sao ngươi trốn tránh sự thật? Ông là thần mà ông chơi gì là hên gian đến già. Đấm cho ông không chịu phát nào luôn. 4 người đứng kia mà reo. Giết tôi không dễ đâu già. Vừa lòng chưa đóng quại gì. Nó không hiện thanh máu sao quýnh vào ổng đây. Đứng lên, thầy bò, đứng lên. Rành vi mới kêu chúng ta đứng lên. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Bỏ cái rìu đi, xong rồi chúng ta chạy vô tới mấy người này. Ông Odin không điều khiển được cái rìu. Phải. Lấy cái rìu của ngươi đi. Nãy giờ mình không biết, mình đứng đây mình đánh với ổng hoài không được. Đồ hèn. Thằng hèn của thằng hèn. Đủ ăn mày hèn nhé. Đứng lên và đối diện với ta. Không được chạy. Ôi ôi. Ý là Eivor chọc ổng nói là ở chung với ta thì ngươi có sức mạnh, có quyền lực. Ngươi cần gì nữa thì Eivor bảo là cần những thứ khác. Man, Sigurd, anh vẫn theo phe em chứ? Sigurd, Sigurd. Oh.
Hèn qua đã thức tỉnh rồi. Eivor, cẩn thận đấy. Bà Sim kìa. Nó, bà Sim nó mới kêu quăng chúng ta quăng vũ khí đi. Trở lại đây. Thả nãy ra bà Sim. Quá lâu rồi. Ta đã che giấu sự thật. Có chỉ vì ngươi. Ngươi đã lừa gạt chúng ta. Sống như một con cháu hề nhé. Ngươi đã phá hoại tất cả hy vọng của ta. Hắn điên rồi, Eivor. Mặc kệ hắn đi. Tới đây, Eivor. Tới cứu vị hoàng tử quả của ngươi đi. Nói sao? Hả Ba Sim. Anh nói sao không? Không sao đâu. Đi đi. Giết thằng khốn nó đi. Nó mới bảo là mày giết con trai tao. Tao có giết đâu, Odin mà. Nó trốn đâu rồi? Ây da. Thằng hèn, chạy đi con. Nó đâu? Nó kìa. Mày. I do not wish to fight with you. What does battle serve? Let us speak. I have waited countless ages for this moment. No more. Ta chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ta đừng nói nữa. Ta phải giết người. Ai giết ai? Phải đánh như nó thế này mới bao giờ. Cho ta coi cái cổ của ngươi. Ôi, một nụ hôn của sói là cái giá. Dĩ nhiên. Tính cắn tao hả? Phải để cho nó chụp mới được. Nãy giờ mình né đậu xanh. Trỗi dậy đi. Dữ quá. Ồ, đỡ hết luôn, kìa. Đánh gì vậy? Ủa, làm gì vậy? Giỏi lắm. Làm gì? Làm gì? Lại đây. Sao? Mày lão khốn nạn. Let us make this more interesting. Hãy để chuyện này làm thú vị hơn nào. Ôi, tính mang Sigurd vô kìa. Đuổi theo nó. Đổi mặt với ta đây. Thằng hèn.
Cẩn thận đi Sigurd. Nhìn lên, chạy nhanh quá. Mình thì không thể chạy nhanh hơn được nữa, có nhiêu đó thôi. Nhìn lên, nhìn lên, để nó hại Sigurd. Ôi, gì vậy? Sigurd, cẩn thận. Hắn đang tới chỗ anh đấy. No. À đây, đây, đây. Chiến đấu ở đây, họ cứ tưởng chết. Rồi, mày sẽ chết ở đây. Kẻ phán xét công lý à, không có chuyện đó đâu. Người đã ở sai phe rồi. Có tao ở đây, đừng hòng hại anh tao. Ai là phần thưởng của người? Basim, tới đây. Mày lì lắm. Đúng rồi, chạy đi. Ba xin. Yeah. Oh. Yếu quá bà Sim à. Đúng rồi, bắt nó đi. Bắt nó đi. Ê. Mày gì vậy mày? Chưa xong đâu con. Mày gì vậy? Cho mình đắm chìm trong giấc mơ mãi mãi. Sigurd, dừng lại đi. Dừng thứ này đi, Sigurd. Sigurd nhốt nó trên đó luôn. Hắn vẫn còn sống à? Dĩ nhiên. Nhưng mà sống trong bóng tối, sống trong giấc mơ giống như Eivor đã từng trải qua đi. Tốt. Thằng khốn. Basim đã thực hiện kế hoạch này bao lâu rồi? Thánh thần ơi, cái thằng phản bội này nó đã sống cùng chúng ta bao lâu, cuối cùng kết thúc. Đó là thứ mà em muốn nghe anh nói đi. Anh cần chút thời gian để thở. Phun. Anh vào bị thương. Cơn giận của hắn, cơn cuồng nộ của hắn. Chuyện gì? Không thể lên nơi này được. Sigurd không biết à? Hắn điên rồi Sigurd. Không cần lý do gì đâu. Anh không điên, Eivor. Anh cảm thấy và anh nhìn thấy đây là sự thật. Em biết, anh trai à? Hơn bao giờ hết. Anh luôn luôn nói sự thật. Chúng ta nên quay về nhà thôi. Chuyến hành trình này dài quá rồi. Em thì không khỏe. Về nhà. Eivor. Trên hành trình của chúng ta ở đây, anh đã có nhiều thời gian để nghĩ. Anh đã nghĩ về tình bạn của chúng ta. Anh không phải là người mình muốn. Thời gian anh làm chỉ huy gia tộc quá ngắn. Bây giờ em phải là người chỉ huy của gia tộc. Ý anh là sao? Randvi bảo anh là em rất dũng cảm, rất cơ trí. Cô ấy đề cử em, và em hiểu cô ấy. Nhưng đó không phải lý do duy nhất. Khi mà Dark gọi em ra ngoài và thách thức em đã để cho anh ta chết trong vinh dự. Hắn ta đã sai nhưng mà không đáng phải bị như thế. Anh nhớ những ngày ở Oxenford Rite, khi mà chúng ta tìm kiếm hòn đá Saga. Em luôn theo chúng.
Em hỏi về câu chuyện của anh, về cái tay của anh, nhưng mà anh không chịu nói. Tất cả những ngày đó, anh giống như sống trong sương mù vậy. Em đã cho anh thấy sự thật và giúp anh trở lại. Khi em đi, Ivor, anh sẽ theo em. Gia tộc của chúng ta giờ là do em lãnh đạo. Cảm ơn người anh em. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Đây chính là good ending đấy mọi người. Hai anh em trở về, cùng nhau trở về và Ivor trở thành người lãnh đạo. Em nhìn rất xứng đáng. Hồi năm ngoái, trước khi chúng ta rời bỏ Anh Quốc, em đã có một giấc mơ. Giấc mơ nói về sự phản bội, rằng em sẽ phản bội anh. Em từ chối tin chuyện đó. Em sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Em tự bảo với bản thân mình như thế. Nhưng cho tới năm nay, em đã lấy giấc mơ của anh về Anh Quốc, về Guahala. Nếu em có làm anh thất vọng, anh trai, em hy vọng là em đúng. Chúng ta không cần phải nói định mệnh nữa, Eivor. Cơn giận nó sẽ khiến chúng ta giống như đấu vật với đại dương vậy. Hai người chúng ta sẽ vực dậy gia tộc quả. Chúng ta sẽ cùng nhau viết tên trang sử của mình. Một câu chuyện hào hùng này. Xong. Yes. Cuối cùng mình cũng đã đạt được good ending rồi. Nếu mà chúng ta không mang Sigurd về thì sẽ có bad ending đấy. Bex, I'm coming out. Bex, tới đây ngay. Chị chị. Đứng dậy, Layla. Were you watching my feed? What the hell was all that? Sao nhìn tôi có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ là có vấn đề với cô. Anh đang nghĩ điều tôi đang nghĩ à? Desmond. Desmond, có chuyện gì vậy anh ta? Desmond Mai là nhân vật quan trọng trong dòng game này đấy. Anh ấy cũng là một người pha chế quầy bar khi tham gia cùng chúng tôi. Anh ấy giống như... tôi không biết. Cô biết đấy. Tất cả những cái câu chuyện lịch sử đấy đều thích. Vào năm 2012, anh ấy đã hy sinh mạng sống mình để cứu trái đất. Tôi nhớ, khi đó tôi đang làm cho Astergo. Desmond Mai đã cứu chúng ta đấy. Astergo đã nhận làm điều đó. Đó là nhảm nhí thôi. Do Desmond chứ không phải do Astergo cứu đâu. Nhưng mà mọi chuyện vẫn còn đó. Mỗi ngày nó càng phát triển mạnh hơn là từ trường trái đất đấy. Tuy là Desmond Mai đã hy sinh, nhưng mà từ trường trái đất vẫn không ngăn được lâu. Ngôi đền mà Eivor tìm thấy, đó là nơi chúng ta giúp chúng ta. Chính xác. Bây giờ nó rất nguy hiểm đấy. Đầy phóng xạ. Không quan trọng. Chúng ta sẽ sửa nó. Tắt nó đi. Không không không. Chậm lại. Nó vẫn bảo vệ chúng ta mà. Tất cả những thứ này khiến tôi... mọi thứ tôi làm, mọi thứ tôi học được đều dẫn tôi lại tới đây. Lần này cô cần cái quyền trưởng đó đấy, để bảo vệ cô, để đi qua cánh cổng đầu tiên. Dĩ nhiên. Tôi đã sẵn sàng. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị đồ. Tôi sẽ gọi tàu. Tối nay chúng ta sẽ tới cảng Boston. Thanks, Max. Ok, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ quay về thời hiện đại và nhóm của Layla sẽ tới chỗ ngôi đền mà chúng ta lúc nãy chúng ta đã nhốt cái thằng cha Basim rồi. Cứ tưởng là hai anh em sẽ quay về làng luôn để có good ending nhưng mà chưa. Vậy thì mình sẽ kết thúc tập này đây. Tập sau chúng ta sẽ cùng với Layla tới đó. Game vẫn còn một hoặc hai tập nữa. Vậy nha, hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye.